Việt Thảo thân chào các bạn, à, những người bạn trẻ mong muốn đem tiếng hát của mình à, phục vụ cho mọi người Muốn mình trở thành một trong những tiếng hát thần thường của giới yêu nhạc à, Không biết phải làm sao Các bạn đã từng vào post ở trong à, MC Việt Thảo ở trong Youtube Về tuyển chọn giọng ca nữ hát giọng nhạc quê hương Mà cái post nó có từ ngày 22 tháng 5 2009 Cho đến nay chúng ta có được 246 cái responses tức là 246 cái ca nhạc hay là tiếng hát của các bạn được post lên. Chúng ta có được 962 cái comments, những câu hỏi thắc mắc bàn bạc với nhau và có tất cả là 87.612 lượt người vào xem. À, nhiều người thắc mắc tại sao chỉ tuyển chọn giọng ca nữ? Thì hôm nay việc thảo đề nghị như thế này. Ngay chỗ này các bạn vào post bài hát, tiếng hát hay là những cái gì riêng tư của mình, không phân biệt nam nữ, không phân biệt dòng nhạc quê hương hay là tân thời không phân biệt tân nhạc hay cổ nhạc nói tóm lại chỗ này để các bạn có thể post lên tất cả những cái gì của các bạn các bạn khác có quyền vào vote uh, cho biết ý kiến hay dở đề nghị như thế nào và hy vọng rằng nơi đây không phân biệt là của trung tâm dân sơn trung tâm thiên nga trung tâm asia bất cứ một trung tâm nào cũng có thể vào đây để nghe để tuyển chọn và xem được tiếng hát của những tài năng mới được post trong youtube của việt thảo À, riêng các bạn trẻ thì việc thảo đề nghị như thế này à, hay hay dở không quan trọng post lên tiếng hát của mình từ đó nghe những cái comments nghe những cái, cái đề nghị những cái góp ý của bạn mình để mình phát triển cho tốt hơn à, có nhiều bạn trẻ đã bỏ tiền ra để đem tiếng hát của mình nhờ các trung tâm hay nhờ một số trung tâm lăn xê tiếng hát mình lên rồi tiền mất tật mang không giải quyết được gì đâu hay bằng cái 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 thực tài của mình nếu mình hay, người ta sẽ chọn. Mình không hay thì cố gắng trao dồi thêm nhé. Đây là cái đất dụng võ của chúng ta. Không phân biệt nam nữ, không phân biệt trai gái lớn nhỏ nhé. Tân nhạc cũng được, cổ nhạc cũng được. Tất cả đều có thể post được. Và hy vọng rằng các bạn sẽ gặp may mắn cũng như nhiều bạn đã từng gặp may mắn và trở thành tiếng hát của những trung tâm ca nhạc hiện nay tại hải ngoại. I love you. Good luck.